Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoài Channel. Như em đã biết thì LG đã một trong những hãng công nghệ mang lại rất nhiều trải nghiệm đã cho người dùng như TV này, điều hòa này. Và ngày hôm nay mình mang cho anh em chiếc màn hình LG 24MB 60G, một trong chiếc màn hình tầm giá rất dễ tiếp cận, chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng một tí mà thôi, mà em đã trang bị những cái tính năng màn hình cũng rất hay ho cùng với một thiết kế rất gây vinh như vậy. Thì hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc màn hình sẽ có những gì nhá. Intro thôi. Về tổng quan của thiết kế của chiếc màn hình này thì mình đánh giá là rất là đẹp. Tại vì sao? Chúng ta có một thiết kế trông rất là gaming là một này. Thứ hai, chúng ta có 3 viền, gọi là tràn viền khi chúng ta có một trải nghiệm xem này, giải trí cũng như chơi game đã mắt và sướng hơn. Và chúng ta có thêm một cái chân chữ V thường xuất hiện vào những cái mẫu màn hình gọi là gaming đắt ấy. Khoảng hơn 10 triệu đồng một tí thì chúng ta mới có thể xuất hiện được những cái chân đế như này. Nhưng mà khoảng hơn 3 triệu đồng để sở hữu chiếc LG thì chúng ta đã có một chân đế chữ V trông rất là ok khi để các bạn đi co trong cái góc gaming. Ngoài ra thì nếu anh em hơi sợ cái vấn đề là kiểu anh em làm văn phòng, anh em muốn một cái thiết kế nó tối giản, nó không bị quá hầm hố thì đây. Chắc rồi, tuy nhìn là trông hơi gaming như vậy thôi nhưng anh em nhìn mặt sau thì tí nữa cho anh em xem chi tiết thì chúng ta có một cái mặt lưng rất tối giản mà vẫn có thể treo arm được. Đấy, một trong điểm mạnh mà mình phải nhấn mạnh cho các bạn về chiếc màn hình LG này. Chưa kể là cổng kết nối cũng rất đầy đủ khi chúng ta được trang bị là một cổng DB này, một HDMI, một cổng D-SAP và một headphone out. Và từng đấy những cổng thôi thì mình nghĩ rằng các bạn đã có thể kết nối cho mình những màn hình phụ này, những thiết bị âm thanh hoặc là những thiết bị ngoại vi khác để các bạn có thể sử dụng một cách mượt mà hơn, sử dụng được đa thiết bị hơn. Và một trong những tính năng chính của chiếc màn hình này là tấm nền. Và đây có lẽ là thứ khiến chiếc màn hình LG 24MB 60G sẽ nó khác biệt so với các màn hình cùng tầm giá khác. Tại vì sao? Vì chiếc màn hình LG này được trang bị tấm nền là IPS thường gặp trên những chiếc máy có tầm giá cao hơn. Từ tấm nền IPS này thì chiếc màn hình đem lại một chất lượng màu sắc khá chuẩn. Đây cũng là được xem là một chiếc màn hình lý tưởng cho việc xử lý các tác vụ về đồ họa. Tiếp đến thì về cái tác vụ chơi game thì sao? Chúng ta được trang bị đầu tiên là tần số quét 75Hz với độ trễ chỉ dưới 1ms. Với từng đấy thông số thì mình nghĩ rằng anh em đã có thể đáp ứng được một số tựa game gọi là Valorant này, Dota hay Liên Minh Huyền Thoại để có một trải nghiệm chơi nó mượt mà hơn. Tuy 75Hz không phải là một trong tần số quét đang gọi là quá kinh khủng đến thời điểm hiện tại, và mình tin chắc rằng khoảng 2 đến 3 năm tới thì cái mức standard của tần số quét chúng ta phải có là 144Hz. Tuy vậy thì đến thời điểm hiện tại thì 75Hz vẫn là một trong những cái tần số quét mà có thể tạm chấp nhận được để chúng ta sử dụng và trải nghiệm. Và với tầm giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng như mình nói intro thì anh em đã có thể có những cái tính năng như vậy rồi. Thì chắc chắn đây là một trong điểm mạnh chứ không phải điểm yếu đâu nhá anh em nhá. Một trong điểm mạnh là chúng ta đã có tần số quét 75Hz và độ trễ dưới 1ms. Tiếp đến thì chúng ta đã có một trong những chiếc màn hình có độ sáng rất ổn định để anh em có thể chơi trong bóng tối này. Thường những người là streamer anh em muốn chơi game thì anh em muốn một không gian tối thì chiếc màn hình này đã có thể đáp ứng cho anh em những cái ánh sáng, những cái độ chuẩn màu nhất định để anh em có thể sử dụng và trải nghiệm. Tiếp đến thì màn hình có độ phân giải là 1080p với màn hình là 24 inch. Đây là sự kết hợp đem lại đến sử số PPI tốt, ổn định, giữ cho hình ảnh rất rõ ràng, ít bóng mờ. Trên thực tế thì tấm nền IPS cũng đã cung cấp đầy đủ màu sắc cho màn hình này, nhưng bạn có thể điều chỉnh để làm nó tốt hơn rất nhiều. Màn hình còn có bảng màu cơ bản là 8 bit và 16 triệu màu được hỗ trợ. Đây là điểm đặc trưng cho loại màn hình này, cho phép bạn điều khiển tạo ra các tác động lớn nhất về mặt phân phối màu sắc. Ngoài ra, màn hình LG 24MB 60G cũng bao gồm một chức năng giúp bạn cải thiện tầm nhìn trong cài đặt bằng cách tăng độ sáng tối đa lên một chút, hỗ trợ công nghệ chống nhấp nháy. Đó là một trong những cái tính năng mà mình cảm thấy rất ok khi chúng ta sử dụng chiếc màn hình này. Tổng kết lại, chiếc màn hình LG 24MB 60G là một trong chiếc màn hình trong phân khúc giá 3 triệu đồng tốt nhất mà mình từng sở hữu. Và có những cái trải nghiệm mình cảm thấy rằng là các bạn nên thử, đó chính là chúng ta chơi game bằng tần số quét là 75Hz này, chúng ta có độ trễ dưới 1ms, chúng ta có tấm nền là IPS, đó một trong tính năng rất nổi bật khi mà nói đến một chiếc màn hình tầm giá chỉ hơn 3 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên có một điểm trừ mình thấy rằng là chiếc màn hình này không mang lại cái trải nghiệm quá đã cho người dùng, đó chính là cái nút nguồn. Chúng ta phải ấn khá là sâu ở giữa màn hình như vậy. Thường thì chúng ta sẽ có nút joystick và một số nút khác ở những cái chiếc màn hình khác. Nhưng mà không sao hết, bù trừ lại thì chúng ta đã có thiết kế rất đẹp này. Chúng ta được tối giản hơn khi mà anh em setup trong một cái góc gaming. Đó là những cái vấn đề chính mà anh em cần lưu ý khi sử dụng chiếc màn hình này. Còn ngoài ra thì tất cả tính năng khác thì mình thấy đều ok để mà trải nghiệm. Mà nếu em quan tâm đến giá bán cũng như tính năng về sản phẩm, mình sẽ để link mô tả cho em tham khảo. Và anh em đừng quên để lại một like, share và subscribe cho Hoàng Channel để không bỏ lỡ chung mục về công nghệ mới nhất đến bộ mình nhé. Peace out.